Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về đồng um, ARB Arbitrum. Ngay bây giờ là 8 giờ 55 phút tối, ngày 25 tháng 5 năm 2004 Nhảy vô luôn Giá của nó là 1.18 okay. Mình sẽ đi lại quá khứ và mình sẽ nói về tương lai Để bạn có thể chốt đơn chốt đơn Sống 1 của nó bắt đầu từ đây, đây là sống 2 Đây là sống 3 Nếu tất cả mọi thứ leo thang chừng nào sóng số 5 được diễn ra. rơi vào con giá đâu khoảng 1.9 nha 1.9 thì xác suất là sóng số 4 đã kết thúc ở đây. Ok, hoặc bạn có thể sống nói là sóng B, sóng số 4 kết thúc ở đây. Sóng số 4 kết thúc ở đây. Lúc mà giá bay lên được tới 1.9. Ok, sóng số 4 kết thúc ở đây thì sóng số 5 sẽ rơi vào con giá đâu khoảng ít nhất là 4. 4.6 mục tiêu mục tiêu target là mục tiêu ok trên con đường từ đây lên đó ngay bây giờ nó sẽ có rất là nhiều sự gọi là bập bên đúng không và nó có thể sập lại bất cứ lúc nào ngay bây giờ riêng ngay bây giờ về đếm sóng thì mình chưa đủ cái sóng số 5 của nó và bởi vì mình chưa đủ cái sóng số 5 của nó có nghĩa là nó có thể sập lại bất cứ lúc nào và chuẩn bị tới đây mình sẽ chia sẻ một cách sâu xa hơn đây đi kèm như vậy thì mình có những cái sóng khác thì mình muốn diễn giải thích luôn đây là a đây là b ok và cũng giống như là cái sóng 5 c sẽ rơi vào những con con giá này thì ngay bây giờ trên cái trên cái màn hình ngay bây giờ nó chỉ có hai sóng thôi sóng đỏ và cái sóng xanh này sóng đỏ thì đây là sóng 1 đây là sóng 2 đây là sóng 3 đây là sóng 4 và chuẩn bị tới đây nếu nó sập lại Đây là sóng 5 Và đây là cái chống lưng của cái sóng 5 Ok, sóng 5, sóng 5 đỏ Nếu nó sập lại có nghĩa là sóng 4 không có kết thúc ở đây Nhớ hồi nãy mình có nói Là nếu mà nó 5 sóng đi lên Ok, đạt được con giá 1.9 Ok, thì có ghi ở trên đây luôn rồi nè Nếu mà signal low Chừng nào mà nó đạt được Sóng số 5 được diễn ra đó Ok, sóng số 5 được diễn ra Thì low done Có nghĩa là cái đấy vừa rồi của nó đã xong rồi đã cân nhắc trên đây. Lô, nghe lô là thấp đã đơn hay là mình low là đơn. o oh, mình có thể nói là sóng B đã o oh, mình có thể nói là sóng B đã đã kết thúc sóng B. Sóng B, cái okay. sóng B xanh này. Sóng B xanh này, màu xanh này. Ok. Cân nhắc sóng số 5 được diễn ra. Đúng không? Ok mình có thể cộng thêm vài từ ngữ trong đây nữa đi để cho nó không có 1.9. Ok. 1.9 được diễn ra. Đúng không? thì nó cho bạn cái tín hiệu là uh, cái đáy đã là đáy rồi, ok, low là cái thấp của nó, thấp đã đã là đáy rồi và có nghĩa là sóng b đã kết thúc luôn rồi. Kể okay. chừng nào mình có năm sóng xảy ra, còn không có năm sóng xảy ra thì nó có sập, sập lại bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi mình đi vô cái cái trường hợp những giờ tới đây, thì rõ ràng là nó có hai sóng đang xảy ra thôi là sóng đỏ này, hai, ba, bốn, ok uh, và năm rơi vào những con giá này và lúc mà nó rơi lại thì có nghĩa đây là cái sóng số 4 sẽ không gọi là từ đây sẽ dời được qua bên đây sau khi sóng số 4 diễn ra chống lưng được ở cái vùng này vẫn vậy nha là sóng số 5 nó sẽ đếp, đếp, đáp cánh ở cái vùng 4.6 lần 4.6 lần và những cái thứ này số 1 số 2 số 3 số 4 số 5 Thì những người sẽ hỏi đúng không mình sẽ ở đây mình sẽ giải thích cho bạn rõ ràng năm sóng đi lên diện tích diện tích sóng xanh 1, 2, 3, 4, 5 5 sóng đi lên như vậy Mình sẽ tạo một cái sóng 1 Ok, 5 sóng xanh này á Nó là cái sóng nhỏ của cái sóng cam này Tạo một sóng 1 3 sóng hồi 1, 2, 3 lúc nào cũng vậy Ok, tạo sóng 2 Nhớ lúc nào mình cũng nói Là để cho một cái khen nó bắt đầu đi lên lại Từ xuống đổi thành lên Từ xuống đổi thành lên Cái đầu tiên mình cần 5 sóng đi lên 3 sóng hồi Ok 5 sóng đi lên Sóng xanh này Tạo sóng 1 3 sóng hồi Tạo sóng 2 Ok Ok sau đó mình có cái sóng số 3, mình có sau đó mình có cái sóng số 4, rồi sau đó mình có cái sóng số 5 thì nó rơi vào những con giá này của cái sóng số 5 này thôi chứ không bị hết ok. Đây là sóng số 3. Số 4 có thể kết thúc ở đây hoặc ở cái vùng này. Và sóng số 5 sẽ rơi vào con giá này những con giá này. 4.4.6 khoảng cả 4.6 ok. Thì 4.6 là ít nhất, nghe ít nhất là cái gọi là cái target của nó có thể lên tới 6, 7.2 vân 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 vân. Trên trong cái con đường như vậy ngay bây giờ về đếm sóng xanh này nè Ok. Thì đây là 1 2 3 hả à? Mới chưa được tới 3 nữa, 3 ít nhất về đếm sóng thì nó lên tới 1.6 lận. Ngay bây giờ chỉ 1.18 thôi. Giờ sau đó nó sẽ hồi lại đúng không? Nó hồi lại thì cái vùng đâu khoảng cỡ 1.4, 1.39 nè. Rồi sau sóng số, số 5 sẽ đáp cánh ở cái vùng sóng số 5 sẽ đáp cánh ở cái vùng 1.76 mình nói lộn 1.76 ha, sóng số 5 đáp cánh ở cái vùng 1.76 thì ở trên đây mình phải sửa lại chút xíu 1.76 nếu mà lên được tới 1.76 có nghĩa là cái đáy mà okay, cái cái đáy này đã xong rồi hay là sóng B này đã xong rồi có nghĩa là đã kết thúc rồi ok và sóng C sẽ sẽ gì sẽ bắt đầu ok thì ở đây ngay bây giờ nó có một con giá mình muốn bạn cân nhắc mà trước khi mình nói về cái con giá đó thì mình đi lại cái tín hiệu cũ vừa rồi chút xíu đây là cái chống lưng của những cái tập vừa rồi của những cái tập vừa rồi của Arbitrum bạn có thể coi là 0.95 mình nói giữ giữ thì tiếp tục đi lên và riêng cái đồng Arbitrum này á, cách đây khoảng có hai ba tuần rồi mình không có cập nhật tín hiệu cho bạn thì mình cho bạn những cái chống lưng này ít nhất ở cái vùng ở vùng này lần này vừa rồi nó sập như vậy rồi sau đó nó lên lại nó sập lại vậy Và nó cũng rơi vào cái con giá đâu khoảng là 94 à Ok Gọi là râu nó không có cố định xuống dưới được cái con giá 90, 94 Ok 95 Và nó hồi lên Ok thì gọi là cái chống lưng vừa rồi nó cực kỳ chính xác Nhớ Nếu nó rớt dưới con giá 95 á Thì nó phải rớt một thời gian dài Thì mình mới xác thật tất cả mọi thứ sẽ sập Bạn có thể thấy là Nó cũng có gọi là cũng có, đúng không? Cái gọi là cũng khá 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 là dài đó, nhưng nó hồi lại, có nghĩa là cái chống lưng nó chống khá là khá là ok, ok. Bây giờ mình dẹp đi, à dẹp cái thông tin cũ đi. Nhảy luôn. Những gì mình nói là chủ yếu là mình diễn tả cái bức tranh lớn. Ồ sóng 3 ở đây, sóng 4 có thể ở đây hoặc ở đây và sóng 5 là ở trên cái vùng này, đúng không? Nhưng những cái chuyện mà quan trọng những giờ tới đây thì đây chuẩn bị mình chia sẻ cho bạn. Cái vành vàng này và giữa cái vành vàng này, cái chống lưng hồi nãy là một, uh, ok, 0. 94 95 đúng không? Rất dưới 0 94, 95 thì đây cái mũi tên chỉ sẵn rồi, chỉ sẵn tới cái vùng này, sóng số 4. lớn chứ không gì hết, ok? hoặc mình có thể nói là cái sóng số 5 số năm này chứ không gì hết, ok? cái mở nhỏ này là chút xíu. Nhưng mà con giá trước khi con giá đó, ok? con giá quan trọng ngay bây giờ. Nó được, đã vành sẵn cho bạn rồi Là cái vành tím này Và cái con giá đó là 1.4 1.4 Là con giá quyết định lên hoặc xuống ngay bây giờ 1.4 Nằm trên 1.4 Có nghĩa là sóng xanh này được diễn ra Có nghĩa là 1, 2, 3 4, 5 được diễn ra Sóng số 3 Ok Sóng xanh này được diễn ra Nếu nó nằm trên được 1.4 còn mà nó cứ tiếp tục ở dưới 1.4 thì xác suất là sóng đỏ được diễn ra. Sóng đỏ này. Chứ không gì hết. Thì có con giá 1.4 bởi vì vậy mình bỏ hai cái mũi tên. Mũi tên chỉ lên cái vùng này và cái mũi tên chỉ lại cái vùng này. Rõ ràng chỉ xuống cái vùng này là chỗ này là cái vùng chống lưng vừa rồi mình đưa ra cho bạn. Đúng không? Chống khá là ok thì nó sẽ thử thách lại. Nhưng mà rớt dưới con này thì nó sẽ sập tới cái vùng này lần. Thì nó là vậy. Ở đây mình có nói, đây cứ nhắc ra nè, con giá 93 under, dưới con giá 93 là confirm down. Là xác thật, xác thật, xác thật, xác thật là xuống luôn cái vùng này rồi. Từ đây mình có thể cân nhắc với thêm một cái mũi tên từ đây chỉ xuống dưới đây nữa. Đúng không? Rớt dưới một, à, 93 thì nó sẽ rơi vào cái khu vực này. Ok. À, nhưng mà nếu mà nó lên như vậy thì nó cắn con giá 93. Chứ là ok, à, con giá 1.4, 1.4, ok, 1.4. Uh, 1.39 1.4 okay, 1.39 1.4. Nếu nó cắn được cái vành vàng này. Ok. Thì có nghĩa là sống số 3 này đang được diễn ra, sau đó mình sẽ có cái số số 4 mà sau đó là mình có cái sóng số 5. Số 3 này xác suất sẽ đụng 1.6 nghe, đây mình để sẵn cho bạn rồi. Số 5 đụng khoảng cỡ 1.76. Ok. Thì những cái giờ tới đây chủ yếu là bạn coi cái màn hình bằng mà để ý là nó có nó có rờ được con giá 1.4 hay không những cái giờ và những ngày tới đây nếu nó rờ được thì xác suất là sóng xanh này đều được diễn ra ba bốn năm là cái diễn ra nhưng mà không rờ được mà bạn thấy nó bật bên đi xuống lại thì xác suất là cái sóng đỏ này được diễn ra thôi không gì hết nhưng mà nó cắn dưới con này ok thì nó mới đây cắn dưới con này xác thực này cắn dưới con giá 93 9, uh, 94 93 okay, khoảng cái 94 93 thì nó sẽ thật xác thật là nó sẽ rơi vào cái vùng này có nghĩa là sóng số 4 sẽ kết thúc ở đây chứ không phải là ở bên đây mình sẽ dời sóng số 4 Ok và mình sẽ dời luôn cái sóng B này ở đây luôn Ok thì bởi vì vậy mình sẽ để thêm một cái sóng B bên này nữa và mình sẽ để câu hỏi cho nó Ok và nó là B nhỏ chứ không phải là B lớn Ok B nhỏ nếu nó sập lại Ok thì sóng B sóng số 4 và sóng B sẽ được dời qua cái khu vực này thôi chứ không gì hết. Ok. À, không có gì hết. Ok. Và đây cái khu vực này là cái khu vực cuối cùng, cái cơ hội cuối cùng cho nó cho nó để tiếp tục đi lên. Ok. Phải chống được ở cái vùng này, chống được ở cái vùng này. Ok. Không chống được ở cái vùng này là có nghĩa là uh, nó sẽ sập luôn nghe. Và cái trong cái chu kỳ này khó mà nó quay lại, khó mà nó quay lại được. Ok. Và ngay bây giờ xác suất là rất khó để, để để rơi dưới cái con giá 50 56 ngày bây giờ rất khó rất khó rất khó, rất khó. Okay. Thì nếu ok cắn được 1.4 có nghĩa là sóng xanh này được diễn ra 1 2 3 4 5 sóng xanh được diễn ra. Sóng 3 đáp cánh ở 1.6, sóng 4 sóng 5 ok đáp cánh ở 1.76 76 và tới khoảng có 1.9 lần, 1.9 lần ok. Sau đó mình có ba cái sóng ngồi Ok, năm sóng lên tạo sóng 1, 3 sóng hồi 1 2 3 tạo sóng 2. Nhớ đây là cái vùng mua vô, nhớ là vậy bởi vì từ 2 lên 3 là cái giai đoạn rất mạnh bạo nha. Đây, mình không biết cân nhắc bằng như thế nào đây. Từ 2 lên 3 là một giai đoạn rất là mạnh bạo, mạnh bạo, ok? Rất là mạnh bạo, ok? Là cái vùng mà gọi là để chốt đơn đấy, chốt đơn đó. Ok thì bởi vậy mình cân nhắc đây là cái vùng cái vùng gì? Cái vùng mua vô. Ok. Sau khi nó có năm sóng lên đi lên đã. Ok. Ba sóng hồi nó giữ được và mình sẽ cho bạn cái chống lưng đó để bạn mua vô cái vùng này, buy zone để sẽ lên sóng số 3. Từ 2 lên 3 gọi là một cái phi thuyền đi lên thì chỗ này là cái vùng chốt đơn mạnh bạo ok sau đó mình có sóng hồi sóng số 4 rồi sau đó mình có cái sóng số 5 lên tới với những cái giá này ok thì từ đây lên đó là một cái cho giai đoạn khá là dài ok nó có thể sập lại bất cứ lúc nào ok bất cứ lúc nào ok ngay bây giờ mình chưa có năm sóng mình chưa có ba sóng hồi thì nó có thể gọi là có rất là nhiều sự rủi ro ở đây bởi vậy khu vực này là khu vực an toàn nhất để để mua khu vực này là khu vực an toàn nhất để mua năm sóng đi lên tạo sóng một ba sóng hồi chọn tạo sóng 2 ở chỗ này nó tạo được một cái móng nó đột phá đi lên là mình nhảy vô mua và và để đi theo cái phi thuyền nó lên cái sóng số 3 đơn giản như đang dự đúng không ok sau đó sóng số 4 sóng số sóng năm à, còn gì nữa ta mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi thử có bỏ lỡ một cái gì không ha à, hồi nãy mình có nói về cái vấn đề abc đúng không à, a b ok và C nằm trên con giá 1.4 ok thì cái xác thực là cái sóng C đang được diễn ra thôi nha nhưng đầu tiên nó phải kết thúc cái sóng số 5 này đã ok thì nó nó mới là nó lên câu chuyện lớn được ok dưới con giá 1.4 ok thì xác suất là sóng đỏ này được diễn ra thì nó là vậy nghe nhưng nó sẽ thử thách lại cái chống lưng vừa rồi của nó bởi vậy hai cái vành vàng này là hai cái vành quan trọng nghe bởi vậy nghe con giá 1.4 quyết định lên hoặc xuống con giá này là một cái dạ. dùng nó cũng giống như một cái chống lưng nữa Uh, vừa rồi nghe mình chia sẻ cho bạn con giá 95 94 95 thì vừa rồi nó chống khá là ok trong cái khu vực này ok mình cho bạn như là mình cho bạn cái con giá đó là đâu ở cái vùng này rồi ok ok thì vừa rồi cho những người nào muốn mua ở 95 thì ngay bây giờ cũng bạn cũng đang có lời nghe nó là vậy ok nằm trên con giá 1.4 thì nó nó nói lên câu chuyện là sóng xanh được diễn ra lên 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 và lên Ok xác suất cao à, um, còn ngay bây giờ sóng số 3 chưa kết thúc nữa Ok à, có nghĩa là đây nó sẽ sập lại bất cứ lúc nào vẫn được Ok có thể đây là chỉ là cái sóng số 4 của nó thôi rồi sau đó là mình có cái sóng số 5 rõ ràng là trước khi tới 1.4 thì cái đỉnh vừa rồi của nó bạn có thể thấy là đâu khoảng con giá 1.26 thì chỗ này bạn có thể cân nhắc là nếu mà nó vượt lại cái đỉnh của nó vừa rồi ok, vượt lại cái đỉnh của nó vừa rồi thì bạn cũng có thể cân nhắc thì đó là cái tín hiệu đầu tiên Nó nói lên câu chuyện là có thể là từ đây Nó sẽ chạy lên tới cái đây Và nó thử thách con giá 1.4 Ok, 1. Chấm. dùng con giá 1.26 Bạn có thể cài đặt Những anh em nói là làm sao mình cài đặt cái này Thì bạn phải đăng ký với Trading View Sau khi bạn trả, trả phí cho nó mỗi tháng đâu à, 90 đô gì đó mình cũng không biết Ok, bạn có thể mua nguyên năm Thì bạn ứng vô chữ alert Ok, bạn ứng vô cái chữ Vừa rồi là con giá là bao nhiêu này con giá là 1.26 Ok, ứng đây Bạn ứng một bạn chuyển nó thành 1.26 Ok Thì nó sẽ nhảy xuống đây Và bạn tới lúc đó bạn muốn cân nhắc cái gì Thì bạn có thể ghi dưới đây Ok, riêng mình thì là gọi là mình first signal Đó là cái tín hiệu đầu tiên thôi First signal là nó sẽ đi lên Ok, nhưng mà nó phải nó phải vượt qua con giá 1.4 mới là quan trọng. Ok thì đây mình cũng cài đặt một cái cân nhắc cho 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 bản thân. Ok. Ok. Thì đó, thì đó cái đó vừa rồi có người hỏi đúng không? À, nhân viên có hỏi lại mình, ok. Thì bạn phải trả phí cho TradingView mới được, nhà mình mới được, ok. À, vậy thôi chứ còn cái gì nữa ta? Vậy thôi. Còn giá nếu mà nó tiếp tục đi lên nó cắn được 1.26 thì đó có thể là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên câu chuyện là 1.4 là con giá kế tiếp nó cắn được 1.4 thì sóng số 3 được diễn ra rồi vào con giá 1.6 sau đó nó sẽ có cái sóng số hồi, hồi lại sóng số 4 đúng không? rơi vào con giá 1.4, 1.39, sau đó là sóng số 5 lên tới 1.76 và 1.90. Ok, đó là sóng số 5 mình để ghi sóng số 5 đây cho bạn luôn rồi. Ok. Gọi là rất là kỹ càng đúng không? Đây, à mình cộng thêm một cái thứ nữa cho bạn. Đây, đây 1.26 đúng không? Nó chỉ là cái tín hiệu đầu tiên nói lên câu chuyện lên cho bạn thôi. Ok. À bởi vậy mình ghi số số 1, ok. Số 2 vẫn vậy là con giá là 1. gì? 1 1.4 1.4 1.4 1.4 bởi vậy mình vành một cái vành tím cho bạn ok lên hoặc xuống sự quyết định nằm giữa con giá 1.4 nằm trên lên tới cái vùng này nằm dưới rơi vào cái khu vực này khu vực này chống không được thì rõ ràng là cái gì mình sẽ rơi vào cái khu vực này vậy thôi đơn giản như đèn dự à, vậy thôi nếu bạn tìm được kiến thức ứng vô chữ ứng vô cái ngón tay bên dưới nếu tín hiệu nó chuẩn ở cái vừa rồi là mình cái sự sập này mình cho bạn cái chống lưng hồi nãy mình xóa rồi là con giá là 1, à, 0 95 thì Vừa rồi nó nó ngừng ở cái khu vực này luôn, khoảng cỡ 95 0.94. Ok và sau đó nó hồi lên lại. Ok. À, thì ngay bây giờ nếu mà vừa rồi bạn mua ở cái chống lưng, mua là mua ở những cái chống lưng, mua những cái cái màu đỏ, bán là bán ở những cái màu xanh thì ngay bây giờ là bạn bán thì bạn cũng đã có lời rồi chứ không phải là không vậy thôi và đây là những lúc mà nó bò lên như vậy Ok. thì con giá là hai con hai à, 124 cũng là một cái kháng cự này 126 là một cái kháng cự 140 là một cái kháng cự cần vượt qua ok ở đây mình cũng có cân nhắc nè dưới 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 một thì sóng đỏ sẽ được diễn ra sóng đỏ là sóng đây sóng đỏ ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này à, vậy thôi xin chào mọi người cảm ơn cảm ơn và cảm ơn tìm được cái tính, uh, tìm được giá trị ấn vô ngón tay bên dưới ok nếu tín hiệu đã chuẩn chuẩn ghi chữ chuẩn chuẩn tín hiệu uh, của tiền academy chuẩn bên dưới cho mình cảm ơn cảm ơn và cảm ơn xin chào